Ngay tại Hội An Quảng Nam này, hứa hẹn chúng ta sẽ trở lại tiếp tục vòng xoay du lịch tương tự như ở Nha Trang, Khánh Hòa, nhưng mà nó sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều. Đợi mình thảnh thơi nhờ, tôi đi vừa chụp hình. Làm mấy khi? Mọi người các anh thấy bà cụ xong ở đâu không ạ? Người hãy đón xem chương trình Chuyện Đi Nhớ Đời vào lúc 19:30 tối thứ 6 hàng tuần. Cô bên kia, bà hai ở bên kia. Cô xong ơi, cô xong, cô đang ở đâu? Cái con xin mời đó hình với bà được không ạ? Dạ, rồi. Đầu làng bông, bông măng bán mắm. Cuối làng bông, bán mắm bông măng. Nói thật với các bạn là làng nhà tôi là ở Bát Tràng. Nhà tôi là ba đời làm gốm rồi các bạn. Nên là cái thử thách này đối với tôi nó rất là... Em này là hươu cao cổ đực đúng không? Sao bạn nghĩ đó là đực? Tại vì thấy màu sắc nó cũng khác với hai của chú này nữa. Đúng rồi, bạn này bạn được rồi đó. Đấy. Yeah. Màu sắc nó sẽ đậm hơn. Dạ. Mình tới Vin là 5 giờ, mình chơi 5 rưỡi, mình tới xong 6 giờ. Hôm nay phải thắng thật là thắng nhiều điểm vào. Vin Wonder đừng có nói là chơi mấy trò chơi nhá. Nói trò chơi mà hôm nay chả có gì khó cả. Đúng. Hôm nay như đi du lịch, em bảo rồi lần trước mình cũng như là đi du lịch. Thôi nói gì nói chứ cả tất cả mọi người cùng cố gắng. Ai thì cũng xứng đáng thôi, với các đội kia chơi cũng rất là hay. Ai cũng quyết tâm hết đó. Cái đội nào ấy không thắng cũng sẽ buồn hết á. Nhưng mà em muốn em thắng. Mọi người nghe rõ không ạ? Dạ tâm của Juni là em muốn em thắng. Nếu mà xét về dã tâm ấy thì phải dã tâm cái này. Dã tâm lấy một dã. Thương thì thương nhưng không muốn thua ạ. Công viên Đất Nung Thanh Hà. Đúng rồi, đúng rồi. Bên chỗ đó cũng chuẩn bị đóng cửa nên là chạy hơi nhiều nên tụi anh cố gắng chạy giùm tụi em nha. Cách đây khoảng tầm mười mấy cây. Thử thách của chương trình như thế nào á thì tất cả các bạn hãy chờ đợi nha. Em nói câu đó để cắt máy không? Để cắt máy không? Để cắt máy không? Rồi cái đó là cắt được rồi á. Rồi ngồi nghỉ ngơi thoải mái đi. Kìa, xe kìa, đỏ kìa, kìa, xe đỏ kìa. Về kìa. Vừa chạy qua xong. Hello vàng nha. Chắc xe đỏ đi qua bên công viên rồi. Xe đỏ thành công nha. Ủa nghe không? Ê, buổi chiều này chơi Vin Wonder mới thích này. Tại vì nó mát mát, nó không bị nắng. Chắc chắn mình không chơi trò nước rồi, mình chỉ chơi trò khô. Không quan trọng là người ta nhớ bắt mình tìm cái gì ở đấy sao. Mình là được 3 cái 30 rồi đúng không? 100 điểm. Rồi 100 điểm là nhiều lắm đó. Mới thêm mới chơi có 4 trò mà. Chắc gì các đội kia đã không bốc được 30. Ừ, rất là kêu kêu bốc được nhiều ấy. Nhào thì uống nước. Chỉ cần đội vàng mà 5 cái 30 thì đội vàng hơn điểm mình. Giờ là được ăn rồi đó, tới giờ cũng nguyên rồi đó. Giờ này ăn là hợp lý rồi. Còn có kỷ niệm xong hỏi là đẹp luôn. Cái đó hoa đăng buổi tối luôn anh. Wow. Đẹp luôn. Đúng bài luôn. Đúng bài luôn. Wow, quá đã luôn. Cái hồi nãy mình lấy 30 được nữa ngon hề. Nhưng mà thôi rất là vui rồi. Bây giờ hai cái mình 30 luôn, 20 cũng được. Tính ra em bước chân ra đường cũng may mắn mà mọi người. Ừ, may mắn mà. Em nói là 1% còn lại sẽ chiều nay và ngày mai. Rồi cái tiếp theo là đúng không? Số nằm ở đâu Nguyên? Giữa hả? Như hồi nãy vẫn trong đầu em vẫn là cái ở giữa. Nhưng mà em cái linh cảm của em thì lại cái sau. Cái sau là 10 cái 10 điểm á. Em sẽ làm theo cái quyết định cái đầu em đúng. Đó. Cái lý trí. Lý trí, cái lý trí. Còn cái linh cảm nó không ấy nè. Rồi anh nghĩ là đó là cái sự tinh lý của Nguyên á. Nguyên cứ thế mà bám theo mà xử đi nha. Đồng ý. Tính ra chỗ này nó vẫn tiện so với cái việc mà quay trở lại Vinpearl ha. Đúng rồi. Nên là mình đi được cái Vinpearl là khỏe lắm rồi đó.
Nè, đây nè, chưa có ai về nè. Tại em đang tổ chức. Đó là mấy mấy đội kia đi xa rồi đó, chắc là đi đi vô trong kia rồi đó. Mình còn ăn với lại đi thả hoa đăng thôi, nói chung là enjoy đó anh nè. Nhưng mà biên tập không đơn giản đâu nha. Thì đương nhiên, nhưng mà chị nghĩ nó không có nói nổi đâu. Tại vì nó là trải nghiệm như khách du lịch mà. Thôi, mày ăn nha. Dạ, trời ơi, hồi sáng giờ nhìn đói ra nè. Ngập mặt luôn hả? Mặt luôn hả? Ăn ngập mặt luôn kìa, sợ quá à. Ở bên đó mọi người giờ mới vòng được ở đây, có khi nào đợi đợi chắc cũng làm xong cái thanh hà nữa rồi. Có thể làm xong rồi. Chơi cái game mình chạy tới chạy lui thì cũng rất là vui ha. 5 giờ rưỡi làm xong là khoảng tầm 6 giờ rưỡi chẳng hạn. Mình về lại phố cổ 7 giờ, 8 giờ mình out game là hợp lý luôn á. Tại cái bên sông á là tôi có cảm giác nha. Có đội bên đó chờ, đội xong, tôi có cảm giác đó. Cái đó là cái sợ nhất. Cái đó là cái sợ nhất, tại mình đã tới đó, mình phải chờ đội đó làm xong thì mới tới lượt mình, cái đó là cái tôi sợ. Vì có cảm giác đó là vì đội đó họ mạnh mẽ, họ làm mọi thứ rất là nhanh. Làm hết tất cả vậy chứ còn chờ cái đúng cuối. Đúng rồi, chờ cái đó không á, tôi sợ là sợ cái đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào thử thách thứ 5. Và ở nhiệm vụ này chúng ta có hai sự lựa chọn. Nhiệm vụ thứ nhất là được cung cấp một cái số tiền nhất định. Lựa chọn thứ hai là các bạn không được cung cấp tiền. Và đương nhiên thử thách ở mỗi lựa chọn nó đều khác nhau. Vậy thì các bạn suy nghĩ lựa chọn được cung cấp tiền để đi ăn với lựa chọn không được cung cấp tiền để đi ăn. Em nghĩ nè, thôi cho em nghĩ, em nói trước. Nếu như mà cung cấp tiền 100 nghìn á, mà bắt mình đi ăn 3 món thì cũng kỳ đúng không? Mà bây giờ mà không cung cấp tiền thì ban tổ chức trả tiền hết. Mình đâu có suy nghĩ về mình thiếu tiền trả đâu. Rồi, chọn thứ hai đi. Thứ hai. Với cái lựa chọn này thì các bạn phải đi tìm một cái quán ăn mà không có đồng bạc nào và làm thế nào để ăn được cái món mà ban tổ chức đưa ra. Bây giờ thì ban tổ chức sẽ cho các bạn tên cái quán ăn, cái quán cao lầu rất nổi tiếng tại Hội An. Ôi trời ơi, món 150 năm rồi. Dạ. Quán cao lầu có cái tên là quán cao lầu Trung Bắc. Các bạn có 60 phút để hoàn thành cái thử thách này. Yes. Tiến hành. Rồi các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Xin mời. Đi từ từ thôi. Không, mình đi bộ. Ở gần đây 700m thôi. Dễ mà. Em nghe thầy em đã nhìn anh rồi, dễ mà. Không, anh sẽ thuyết phục được, yên tâm. Em cũng nghĩ em thuyết phục được. Đây, Thảo Nguyên là thuyết phục được nhất nè. Nhưng mà trong khi đó là mình ăn xong 60 phút sau thì mình vẫn có thể rửa chén được nha mọi người. Trong vòng 60 phút là mình sẽ rửa được bao nhiêu cái chén. Quán gì? Trung Bắc. Cao lầu Trung Bắc. Ăn xong món đó có được ăn thêm món khác không? Mình đi mà mình ăn được có một món à, mình ăn không có đã đồ Hội An nha. Bây giờ mình qua đó tầm khoảng 15 phút. À, đi 10 phút đi bộ hả? 10 phút ta? 9 phút nữa. Trời ơi, đông vậy, đông quá à. Ê, mình còn tốn thời gian là phải chờ món nữa đó, cho nên là nhanh lên mọi người. Mình còn chờ món nữa mà. Ok, chấp chạy anh Bảo ơi. Anh Bảo ơi, mình còn thời gian đợi món nữa, rất là đông người luôn. Quên mất. Đi. Đông người quá à. Hôm nay đông dữ vậy. Mấy giờ đóng cửa? 5 giờ hơn. Bây giờ là 5 giờ rồi. Gần 5 giờ. Chơi lần nữa, chơi cho hết trò. Giờ 10 điểm cũng phải lấy nữa. Gọi được không? Bên công viên nói sao? Mình kêu người ta đợi. Tôi nói là khoảng tầm 20 phút mà tụi em mới tới, anh đợi cho em. Ủa, mình được đổ ở đâu đây? Ủa sao đông vậy? Buổi chiều đông vậy? Thế rồi, mình mà phải đợi thì lâu lắm đấy. Để xếp hàng ý. Tự dưng đi chơi. Vui nhờ. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm đu quay dây văn và một cái nhiệm vụ là sở kim trong quá trình tham gia đu quay. Ok. 16 đấy. Ôi không phải, cái này là cái lên xuống lên xuống. Cái này là giống như ép nhảy. Nó là cái quay ra một cái dây dài. Em ghét nhất là cái gì mà lên xuống á. Em không thích chơi trò này đâu, biên tập ơi. Là lòng vòng hoặc là lượn xuống còn có một chỗ à. Mà cứ lên xuống vậy này. Thót tim. Mọi người biểu lộ cảm xúc diễn ghê thế. Không có diễn. Em sợ. Ai nghĩ sao lên cao, rớt xuống vậy trời.
em lên sao cũng được. Lúc này em lo la không có chợ đó mà cầm cái kim sợ chỉ. Bà đi bà báo ghê luôn đó. Ghê quá à. Em sợ nhất là cái đó đó. Không phải cái này. Chắc không phải cái này đâu. Cái này không phải là kéo lên kéo xuống này đâu. À hay là ngồi trên xong rồi mình băng ra ấy. Mình băng ra kiểu nghiêng nghiêng nghiêng. Quay xung quanh như thế đúng không? Cái mà ngồi mà quay ra quay vô nó như con nít á. Thì mày chơi cho con nít mà em. Không được. Các đội khác ở thấp mà tại sao đội em lại xin cao như này rồi. Đỉnh vinh quang mà chị. Đường lên đỉnh vinh quang. Hóa đăng sọ. Lên tới trên đây cái ngã quẹo nữa là tới rồi nè. Ràng gớm. Còn 5 cúc. Đi. Nguyên ơi, tôi chọn mẫu này cho ông nè. Nguyên, cái này khó á, khó gì, cái này, hai cái này dễ hơn anh. Cái nào cũng được, cái nào cũng. Ông làm bên đây được nè. Kêu ông làm, ông không chịu làm. Cái bàn tay em lớn, con trai mình làm cái hơn lớn. Ok. Cái này nhỏ quá em làm cái không. Quê em đẹp không chị? Đẹp. Hội An đẹp quá à. Lần này chị ghé chị cũng mê hết trơn. Thì được chưa? Thì được chưa? Thì được chưa? Gần tới chưa? À, gần tới rồi. Tại vì mình muốn đợi khách hàng nữa thì nó rất là đông. Bây giờ tiền đâu ra mọi người? Sao? Theo ý em sao bây giờ? Không lẽ vô là tự nhiên sinh ra gì thì mồ lắm. Em nghĩ là Hồng Nguyên á, là người ở Quảng Nam. Thì ở đây hầu như là phần lớn là người Quảng Nam. Dạ. Bây giờ mình cứ tới mình xin thử như thế nào, mình cứ trình bày ra coi. Nhưng mà tôi coi là tầm khoảng 35-40 nghìn gì đó thì chừng mình xin bao nhiêu tiền? Xin nhiều hả không cho? Bây giờ mình xin người đi đúng không? Ờ, bây giờ chị bây giờ tụi em đang tham gia thử thách là phải ăn món cao lầu mà không có được cho tiền á. Bây giờ tụi em phải làm sao để có tiền ăn chứ tụi em không được dùng tiền, tức không được cho phát tiền á. Thì chị có thể góp một ít tiền cho tụi em để tụi em thắng cái thử thách đấy không ạ? Ít thôi, nói là 10-20 nghìn gì cũng được. Em tụi em sẽ xin nhiều chứ không phải xin một người. Nhưng mà vì tụi em bị thử thách là phải xin tiền á. Chị có thể thương tụi em, giúp đỡ tụi em đi chị ơi. Thật sự thì đây là một cái chương trình thực tế. Thì họ mình lên. Đây là một cái chương trình thực tế. Thì họ mình học bên bên. Trời ơi, gì rồi cho. Rồi, nghe cũng được. Dạ, cho bao nhiêu cũng được hết chị, nhưng mà 100 nghìn cần cho tôi. Không, lấy là thị tâm. Dạ, thị tâm. Dạ. Dạ, cho em 20. Đây, cho không cho em cục tiền lẻ để đếm gì chưa? 6. Thôi, chị xòe tiền cái mẹ em nhìn mà. Cảm ơn chị rất nhiều. Em cảm ơn chị. Tất cả nhúng hai tay vào nước hết. Dạ. Sao ôm lên làm không, ôm lên ôm vút lên nhúng nước đi nhúng nước cho nó dễ làm mình từ từ đã tổ hình anh ơi vậy được chưa ạ? Đúng rồi ủa sao của tôi nó ra cái gì á cái hình của mình. Hello. Rồi, đó cái này hơi lớn, ủi nó vô xíu rồi đó. Rồi, như bình mình đã xong rồi đó. À đây nè, cái đây nè. Lấy băng đây nè. Anh ơi đừng có hồi. Anh ơi đừng có hồi. Nè. Tình yêu không phải rồi. Anh ơi cho em hỏi là cây dây băng ở đâu ạ? Cái nào ạ? Kia, cái xanh kia. Ở đây vòng này. Vòng đây này.
anh ấy đi đường này hả anh? Dạ cảm ơn anh ạ. Ta chơi xong cái lượt này mình mới được chơi nào. Xong rồi đó. Hello. Ủa cái anh áo trắng đang đứng ngó cái gì để nó thôi ngại quá anh này, anh này à, không anh này Hàn Quốc hả? Người Việt Nam, anh này người Việt Nam, người Việt Nam. Anh ơi, anh là người Việt Nam đúng không anh? Vâng. Anh em đang tham gia thử thách là chuyến đi nhớ đời, là tụi em phải mua được 3 tô cao lầu, nhưng mà tụi em không có được cho tiền, tụi em phải đi xin của người dân á. Chị anh có thể cho em một ít tiền được không? Dạ cho ít thôi cũng được anh, cho tụi em sẽ đi xin nhiều nha. Yeah. À đây đây em ẩm, em ẩm. À chị, cho em, tụi em đang tham gia thử thách chuyến đi nhớ đời á chị, mà tụi em phải mua được 3 tô cao lầu, nhưng mà tụi em không có được cho tiền, tụi em phải đi xin tiền á. Là chị có thể, anh với chị có thể cho em một ít được không ạ? Dạ. Yeah. À, cảm ơn chị nhiều, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nha. Còn 15 phút. 1, 20, 41, 42, 43, 44. Ê, mình phải tin nhiều, mình phải tin nhiều hơn một xíu đi. Kiểu này chứ không. Bây giờ không kịp rồi. Thôi. Đây. Tụi mình đang tham gia chương trình chuyến đi nhớ đời á. Dạ. Tụi mình đang có thử thách là phải ăn 3 tô cao lầu mà không có được dùng tiền, với cũng không có tiền nữa. Thì dạ, hai bạn có thể cho tụi em một ít không giúp tụi mình một ít tiền mà. Ít thôi cũng được. Tại tụi mình phải thực hiện thử thách mà có thời mà gian. Mà tụi em còn có 15 phút nữa, tụi em sợ xin 100 nghìn không đủ á, chị có thể cho em. Phải xin tiền. Không lấy gì. Chứ lấy 50, 50 được. 50 được rồi, 50 được rồi. 50 được rồi. Anh mắc hiền thường mọi người ạ. Rồi. Cảm ơn chị. Chúc anh chị chơi vui vẻ. Cảm ơn. Bây giờ chia ra. Bây giờ chia ra đi tìm. Thôi bây giờ thế này. Còn nhiêu không cách giờ vô năn nỉ chú có nhiêu đưa nhiêu. Rồi ok ok. Năm bao nhiêu đưa nhiêu. Rồi đi vô. Hết giờ rồi tính xong. Đi tìm quá. Bốn năm người. Bây giờ chú và con có gì đây thôi. Đi nhiêu rồi. Mình được 101 rồi, mã dư rồi. Chú rồi. Dạ, lấy cây này muốn trang trí gì thì mình trang trí lên. Dạ. Rồi nó giống cái hình là được, còn trang trí là như thế đúng nào rồi, là tùy là của mình, tùy là tâm. Của mình. Đúng rồi, tùy tâm. Rồi. Rồi. Ok. Em được rồi. Rồi ok, em đạp đi. Mình sửa lại này một xíu nữa. Dạ. Thôi mình ôm sơ lại cho nào cho nó bóng loáng của mình Đó, như thế này là nó sẽ bóng loáng này. Dạ. Rồi. Rồi, em gái sao nữa? Rồi ta chạy đi. Em đang cho chạy nhẹ nhàng. Sơ lại được rồi á. Em sang trang trí xong mà em thấy hư luôn rồi. Không hư đâu, không hư sao. Nhưng mà em trang trí kiểu này thì mình thích kiểu này được không ta? Không gì hết, đó là một cái hoa van thôi. Dạ. Không, ý là nó cái kiểu mà cái này nè, nó vàng bằng cái đây nè. Làm đẹp chưa? Để cho nó kiểu mà nó vừa mịn mà nó vừa thô á. Bây giờ chỉ là hắn có chạy vòng tròn thôi chứ không lên xuống được. Dạ đúng rồi. Đúng không? Vòng tròn thôi phải không? Dạ. Rồi đạp lại đi. Đó, một cái này, đó, thấy chưa? Hai cái này, ba cái đó, làm đi. Nó mà rụt rịch tức là nó bị lệch. Đó, em bẻ nó ra ngoài rồi nè. Đúng rồi, bẻ ra ngoài, đi chỉnh lại sai sơ thôi. Dạ. Chạy đi cho nó chạy đi, nhắn cho nó chạy đi, không sao đó. Có anh đây rồi. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. Oh. With you, I wanna stay with you. With you, không sao đâu, có anh đây rồi. I wanna stay with you. Đây là cái ly nhưng mà em đã làm đây được cái tô rồi.
Huy chóng mặt rồi đó. Hello Hội An. Hello. Cái trò mà hả, cái gì mà lên xuống thì mới ghê. Quay cái này bị tiền đình luôn á. Mang mà đâu thì sao đâu. Huy chóng mặt quá hả. Hello. Chú là chủ quán đó không chú? Chú ơi, con muốn mua 3 tô cao lầu. Nhưng mà bao nhiêu tiền một tô hả chú? Một tô là 40.000. Có nhiêu? 50, 60, 70, 80, 90. Chú ơi, tụi con không có tiền, tụi con không có đủ tiền. Tụi con phải đi xin, tại vì chương trình không có cho tiền á. Tụi con đang tham gia chương trình Chuyến đi nhớ đời à. Nước chôm cao là, quán á, là nước chôm cao bán thì mới bán được có bao nhiêu đồng bạc đó mà con tới con xin nữa thì đâu. Chú là con rửa chén, con là người con của Quảng Nôm nè mà con về chị cũng tham gia thử thách mà chị không có. À, không thể nào được không ơi. Bê qua, nhích qua, bê qua, đúng rồi. Em tự đem lên luôn đi. Đó thì miễn là giống là được rồi, cái size này thì mình không quan trọng. Ủa giống à? Giống à. Ủa anh, của em với lại cái này á thì nó khác nhau về đất thôi, còn cái kiểu trang trí là em thích kiểu này thì vẫn được đúng không? Ok. Cái mình của nó lên chỗ này gì nè Phương Anh, cái tay bà gì nè. Lên trên cao lên xíu nữa. Cái bạn cái nhưng mà cái ly này là ly để dùng để uống cái gì á? Uống trà. Uống trà hả? Ui cái ly của bạn chắc uống cái gì rồi? Uống canh. Uống canh hả? Uống canh. Anh ơi, bây giờ cái này của em làm em muốn cho nó láng lại mấy chỗ mà em mấy chữ thì sao ạ? Mình lại ngấm xí nước lại cái tay mình vuốt. Dạ vuốt thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Em vuốt cái nó lóc lại. Vuốt lạnh hả? Rồi. Dạ. Rồi, kêu lên cho bạn. Có hương trang trí gì đó không? Hương trang trí lấy cây này nè. Cắt lên. Của bạn ok nha. Như hai giọt nước á. Như hai giọt nước á. Con là người con của Quảng Nôm nè mà con về chị cũng tham gia thử thách mà chị không có. Không thể nào được con ơi. Chú đi xin cho qua chị. Chú không bây giờ con lấy uy tín của một người Quảng Nôm, con nói chú là bây giờ chú cho con ăn đi, cho con nợ là đã mai con gái đã con thiếu có 19.000 thôi. Cái này là con phải thề cho chú cái tin. Đúng rồi chú, con còn có 15 phút nữa thôi chú. Hay là con đi con phục vụ bưng bê không? Đó là được rồi, con cái nhau đi. Dạ cảm ơn chú. Chú đồng ý rồi, nãy giờ chú giỡn đúng không? Nãy giờ chú giỡn đúng không? Người Quảng Nam tuyệt vời. Dạ cảm ơn chú. Con có 101.000 đúng không? Dạ đúng rồi, con thiếu 19.000 nữa. Có gì nữa chú đi. Đây con có gì đó? Dạ rồi. Thanh toán trước luôn. Dạ cảm ơn chú nhiều. Cho con 3 tô ạ. Chú ơi, chú vui tính quá. Chú vui tính rồi, chú làm con hết. Còn 10 phút. Chú ơi, con còn 10 phút rồi, chú nhanh giùm con nha. Con cảm ơn chú. Còn 10 phút nữa. Thiếu 19.000. May à, nhưng mà chú mà không đồng ý là bây giờ biết làm sao mà xin tiền đủ nữa. Không, mừng người Quảng Nam là tốt bụng lắm. Anh nhưng mà do là em biết có quán này rồi. Cảm ơn chú. Trời ơi, chú dễ thương hả? Chú, hồi sáng giờ con chưa ăn chi chung, chị đợi cái này của chú thôi đó. Trời ơi, được ăn hạnh phúc quá mọi người ơi. Quá vất vả. Tại sao gọi là cao lầu em? Giỡn nó thì em chưa học. Anh search Google đi. Mà tại sao ở chỉ quán Quảng Nam mới có cái món này và những nơi khác không có? Đâu bác biết được. Anh thấy một con nữa cũng vừa. Chưa bao giờ mà thích ăn như bây giờ nha. Từ Phan Thiết qua tới cái gì bánh xe tới đây rồi. Ngon, quá ngon luôn. Nhưng mà ví dụ như đồ ăn ngon là mình lấy một mình múc, mà bình thường mình phải húp nha mọi người, phải húp. Wow. Tuyệt vời. Cảm giác thật là các bạn chỉ còn 5 phút nữa nha, nhanh nha, sắp hết dạ, giờ nha. Dạ, xong rồi ăn. Để em ăn xong rồi. Dạ, xong rồi. Sạch bông, sạch mắm luôn ạ. Bưng xuống dưới chứ, mình xin mượn cho bưng xuống. Mình xin. Bưng xuống dưới chứ. Dạ. Thực ra là ngày xưa hồi bé em rất là hay khâu vá, nên trò này rất là dễ dàng đối với em ạ. Bắt đầu kìa. Dễ thế. Qua rồi. Quá rồi! Dễ thế!
dễ dàng đối với em ạ. Ngoài nghề làm gốm ra thì nhà tôi cũng ba đời tơ lụa rồi. Bốc điểm. Đúng không? Em sẽ hát bài của em. Nó rơi vào đâu lấy vào đấy nhá. Ok luôn. Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi. Đây đi, mãi mãi. Cũng được. 20 điểm. Ơi, làm xong mới thấy mình khác gì thua gì nghệ nhân đâu. Tôi đố bạn đọc được tôi khác cái gì nha. Ngay cả người khác còn không biết họ khác cái gì sao tôi biết. Nè, tôi đố bạn đọc được nè. Là Johnny, 2022. Yeah, được chứ, 2022. Ông trang trí đẹp hơn tôi á. Không, tại sao ta? Tại cái đường viền ngang của tôi á, là tôi trang trí nó nằm trên máy, nó dễ hơn. À, là ông cầm để gì sao ông bấm rồi ông nhét ông đạp thôi. Đúng rồi, đúng đạp thôi. Đúng. Còn cái của bạn là khó hơn là đúng rồi. Ba cái này có cái đẹp là hắn đi theo một tông của hắn, ba cái. Từ thấp đến cao. Dạ. Yeah. Vậy là phải cộng thêm điểm á, điểm đồng đều. Dạ, điểm đồng đội á. À, em cũng công nhận anh có một đôi mắt tinh tường. Nếu như mà có nhiều thời gian hơn thì chắc chắn Xuân Anh sẽ tạo nhiều hình thù hơn. Dạ xong rồi ạ. Dạ anh cho điểm đi ạ. Thì bây giờ sao giờ? Bây giờ mấy bạn được có một cái là hắn được làm cái gì là bộ ba. Dạ. Hắn sẽ có từ thấp lên cao. Dạ. Là một cơm ly của đó. Là hơn mấy bạn này một chút đó, là mấy bạn này là làm là hai giống nhau. Dạ. Nên là hai cái ly giống nhau. Dạ. Những cái đội trước này có anh đi làm cũng hai. Dạ. Là ấm trà. Cũng là hai. Cái này là của anh nào làm nè? Đội nào đây ạ? Đội thứ nhì. Cái anh mà không có tóc đúng không anh? Anh có không để ý tóc không? Anh có không để ý tóc không? Chỉ có là hai. Đội nhất đây. Nhất ba cái nào. Wow, trái tim đồ. Rồi, chúc mừng các bạn hai ta nhiệm vụ. Con cảm ơn chú rất là nhiều. Khi mà chú đồng ý thôi tụi con mừng rớt nước mắt luôn á. Ok rồi. Dạ. Tại sao gọi là tên là cao lầu vậy chú? Ngày xưa á là đó là món ăn này á là gọi là món cao lương mỹ vị. À. Tại vì đi Hậu Giang á cái món độc nhất vô nhiều có cái món ăn này. Dạ. Đặt là món cao lương mỹ vị. Dạ. Họ bán trên cái dặn cái từ thế kỷ thứ 16-17 bán trên nhà sàn. Dạ. Nhà sàn là không biết đâu, con phải bước lên trên cái nhà sàn đó. Bước lên cao lên. Dạ. Là ăn ở trên lầu. Ăn trên lầu, à, cao lương mỹ vị, ăn ở trên lầu. Ờ, là cao lầu. Lầu. À. Nhưng mà cho con hỏi có phải là cái bột cao lầu á, có phải là từ bột sắn không ạ chú? Không, hoàn toàn là bột gạo. Bột gạo, nhà của con là sao rồi. Mình xay, mình xay hột gạo đó, mình ngâm xong vô hột gạo mềm, mình xay ra. Mình xay ra cái dặn như cái bột rút bánh xèo á. Dạ. Đó. Rồi, xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ là số điểm mà các bạn sẽ nhận được. 10, 20, 30. Sợ quá, lần này sợ quá mọi người. Em chọn cái này nha. Ok, rồi, chốt. Nhiều. À, đi trên tiền căng thẳng luôn, giờ còn căng thẳng hơn. 10 điểm. Em xin lỗi mọi người. Rất tiếc cho bạn. Và như vậy thì chúng ta sẽ bước sang thử thách cuối cùng. Sông Hoài Nguyện Ước. Rồi, cố lên. Dạ, cảm ơn anh Thiên đã hướng dẫn cho tụi em làm những cái vật dụng bằng gốm rất là đẹp. Bây giờ thì tụi em nhờ
bàn tay nghệ bàn nhân tay của anh. Là anh phát á hả? Dạ không, bóc giùm em một dạ. lá. Bóc cái dạ. dạ. Bóc một cái để em đếm. Em hy vọng là số 30 đó ạ. Nữ sĩ cho anh thơ Phúc Lộc. Phúc Lộc Thọ. Em thích chữ gì? Cái gì cũng được. Dạ. Được. Dạ. Anh bóc cho tụi em. Dạ. Cái gì cũng được. Dạ. Anh bóc cho em ạ. Đi nè. Dạ. Bây giờ chúng ta đi qua bên kia ha. Dạ. Cảm ơn anh. Mười sáu cây ở về đấy tầm 6:30. Ôi giời ơi, tim mình sao lần nào mà cái trạng này tim mình cũng thấy vui vui nhỉ? Chẳng hiểu sao ấy, kiểu em cứ thích kiểu chơi đi như này này. Nếu mà các đội kia mà bốc được 30 suốt ấy thì sẽ được thêm 180. Thì đội vàng, đội xanh thì maximum nó bằng mình. Còn đội vàng maximum nó hơn mình. Lần này cũng không biết là các đội kia như nào nhỉ. Chắc đội vàng. Theo đội vàng mới là cao điểm nhất thì buồn. Thì cũng hơi buồn. Không có gì phải thở dài hết. YOLO. YOLO dành chiếc xe mang về. Cái sông Hoài là cái gì sông Hoài dạ? Nguyện ước sông Hoài. Nghe nên thơ không? Nghe một cái thử thách rất là lãng mạn. Nên thơ vào buổi tối ở phố cổ Hội An. Hơn 2 năm rồi mới quay lại Hội An á mọi người. Muốn có nhiều thời gian ngoài này thêm một chút. Kiểu như là đi tản bộ. Lần đầu tiên tôi ra đây luôn á. Lần đầu tiên ra đây thì ông có một cái cảm giác như thế nào? Nói sao ta? Chưa có. Cảm giác nóng và vội vã. Bồi hợp, hấp tấp. Hấp tấp nữa. Ăn cao lầu cảm giác sao? Cao lầu ngon, đó là món lần đầu tiên tôi ăn luôn á. Nhưng mà lúc đầu mọi người cứ nói cao lầu. Chắc là ăn cái quán gì ở trên lầu cao hay là cái quán cao lầu chắc cũng sang trọng đồ này kia. Xong cuối cùng tôi lại mới biết là cái món nó tên là món cao lầu, thấy cũng lạ ngay. Nước mót thì sao? Nước mót cũng lạ, lần đầu tiên uống luôn á. Nghe thanh mát mát ha. Ừ, dễ chịu. Bây giờ mà mình về tới Hội An là tối. Là buổi tối ở phố cổ Hội An là siêu đẹp luôn. Tại vì đặc trưng của Hội An là có rất là nhiều gian hàng bán đèn lồng, đúng không? Nếu như mà mình đi vào những ngày mà có thả đèn hoa đăng nữa thì là siêu đẹp luôn. Bây giờ mới 6 giờ thôi, cho nên là mình còn tới 2 tiếng để làm thử thách cuối cùng. Làm thử thách cuối cùng xong thì mình xin làm thêm thử thách nữa để được điểm nữa không? Xin giờ cho tụi em đi ăn ẩm thực Hội An nữa đây. Kìa, xe xanh còn trong phố nè. Xe xanh là làm xong hết rồi. Ừ, sao làm xong hết rồi đó, giờ là đang chờ làm cái kia đó thôi. Từ chiều tới giờ luôn đó. Ừ. Là họ là hai cái cuối cùng ở đây luôn đó. Thì người ta bảo là phát áo dài cho từ lâu rồi, bảo là chặng Hội An kiểu mặc thì hôm nay không mặc thì mai chẳng phải mặc. Qua trong đó là mặc áo dài để trình diễn thời trang, có thể là trình diễn thời trang trong buổi lễ tiệc đấy. Tiệc là tổng kết là mặc bộ khác. Này không dễ gì, em nghĩ là không dễ gì mà trình diễn thời trang không có cái chuyện này mà dùng đến cái áo dài đâu. Em chắc chắn là phải làm một trò chơi gì đấy, em đoán thế. Thôi chết rồi. Vẫn vẫn đi qua đây ạ. Chứ giờ có khi anh vượt rồi. Để em cắm ra đây cho anh nhìn nhá. Mình bảo mãi mê nói chuyện là lúc thật là khu vực biên giới biển. Biên tập của đội em đâu ạ? Biên tập của em trên nhà hàng. Còn đội của chị thì trên nhà hàng. Đội mình như đi chơi. Thì là đi chơi mà. Các đội khác cũng vội vàng vàng nhỉ? Đội mình cũng vội rồi. Đội mình thảnh thơi nhờ, đi du chụp hình. Cảm mấy khi. Mình đang đi du lịch mà. Ý là lúc đầu nơi đến chạy vui xỉu luôn không? Ừ, đâu cũng cần phải thời gian đâu. Cứ làm trước, 8 giờ là được. Sông Hoài, nguyện ước. Chắc là thả ba điều ước. Thả ba đá sen xuống sông Hoài. Xong rồi ước. Em được chiếc xe. Thank you.
giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng của ngày hôm nay. Thử thách mang tên Sông Hoài Nguyện Ước. Mọi người sẽ đi một vòng sông Hoài, cả hai đang nguyện ước. Vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Sẽ đơn giản. Nhiệm vụ của chúng ta là ngồi thưởng thức nhưng mà không thưởng thức. Đừng có kêu là đếm bao nhiêu chiếc thuyền trên sông chứ em xỉu, là bao nhiêu hoa đăng là xỉu liền á. Dạ cũng có thể. Hai bên đường mình là đường gì anh ha? Bên này là đường Bạch Đằng, bên này là đường Nguyễn Công Trù. Mình đang tới đường Nguyễn Thái Học. Rồi qua cái cầu là công nữ Ngọc Hoa. Cái này là khu ẩm thực ở ngoài ven sông ha anh? Không phải, cái này là cái hòn rong thôi. Cô, nhưng mà cái này là người ta là sông Thu Bồn hay là sông Hoài? Sông Hoài đúng không? Nhưng mà vẫn là chi nhánh của sông Thu Bồn nè. Ở đây là mình cầu gì anh hả? Đây là cầu Ân Hội thôi. Ê, mình có 5 cái hoa đăng. Cầu cho đội em bốc được 30 điểm nha mọi người. Thôi, cầu luôn chiếc xe. Một cái em bốc 30 điểm, một cái cầu luôn chiếc xe. Không có hửi hoa đâu mà hửi. Hửi đi xem. Chị ước chứ thì có hửi đâu. Con ước mà đây nghe con hửi. Ok, mình thả nha. Ngày hôm nay cái này là đại diện cho đội ngẫu nhiên, đội xanh. Thì em sẽ ước một điều ước rất là công khai và minh bạch. Đó là chúc cho đội ngẫu nhiên ngày hôm nay và ngày mai sẽ giành thắng lợi. Và thắng lợi chung cuộc nha. Đây, okay. Mong rằng đất mẹ Quảng Nam sẽ phù hộ cho đứa con Quảng Nam này. Vì con cũng chưa có xe đó, cho nên là con cũng rất là cần cái xe. Dạ, con xin ước. Cầu nguyện đi nào. Bây giờ mình sẽ thả những cái lời cầu nguyện của mình xuống đây. Coi thử nó có gì không, coi thử nó có gì không, có đúng không? Đúng. Anh ơi, cầu mình là cầu An Hội đúng không anh? Cầu An Hội. Dạ. Cầu An Hội ở Hội An. Đúng rồi. Đẹp. Lãng mạn. Nên đi cùng một nửa của mình. Rất tuyệt vời. Lần đầu tiên được tới đây luôn á. Tí nữa thì Trang hỏi ở trên cái sông có bao nhiêu người chứ. Nhảy xuống sông luôn. Chờ đếm được. Được với anh, chị em làm được hết á. Photographer chụp bao nhiêu tấm ảnh? Ủa, mình có hoa đăng hả? Có. Chị đưa đây mình đếm đi, lỡ tí nữa hỏi nha. Cái đèn cây đèn. Coi thử nó có gì không, coi thử nó có gì không, có đúng không? Đừng có kêu là đếm bao nhiêu chiếc thuyền trên sông chứ em xỉu, là bao nhiêu hoa đăng là xỉu liền á. Phải chú ý cái gì không? Đáp án của các bạn là gì? Đáp án của mình là gì? Đáp án của mình là gì? Ủa chị có hỏi gì đâu mà đáp án? Đáp án của mình là 198 ạ. Đáp án là 198. Đáp án của mình là 198 ạ. Chúc mừng bạn là nhiệm vụ. Yeah. Chúc mừng các bạn, đó là bạn chính xác. Đồng đội mình kìa, vẫy tay chào. Đây nè, biết không? Đây nè. Đâu? Đây nè. Ê, cái chữ bạn điện đang chạy cái gì vậy? Bạn điện đang chạy cái gì kìa? Đâu? What? Đây nè, bạn điện đang chạy cái gì kìa? Có chạy gì đó. 22 nhân 9 bằng bao nhiêu?
bao nhiêu? Bạn Nguyên chưa thấy cái đó không? Chưa. Nhưng mà có đúng không vậy? Đúng đó, tôi nói đúng đó. Cầu An Hội 1, 2, 3, 4, 5 5 cái đen này. Rồi mình đi ngang qua đây là mình đi qua ngang qua khúc chùa cầu này. Chùa cầu. Cái chùa cầu ở trong đó. Đây là chùa cầu đấy ạ. Mình chưa đến đây. Đóng tiền 20.000 là có cái chùa cầu ở trong đó. À. Chùa cầu ở trong đó. Vì sao lại thả hoa đăng ạ? À, hoa đăng cách đây là thường lệ mấy thường kỳ là có chùa rồi đó. Thả ra hồi đấy là cầu bình an may mắn. À, là để cầu bình an ạ. Sao đưa cho em cái đây đèn của chiếc xe màu vàng vậy? Trời ơi, còn có chiếc xe màu xanh nữa kìa. Nè, nè, nè. Các bạn hãy rút một trong ba tấm thẻ này. Ba thang điểm khác nhau. Hai mươi nha. Cậu biết tiền hả? 20, dạ lên. Ui. Ghê sợ quá, ghê sợ quá. Ghê sợ. 20 điểm. Rồi 20 điểm. Nào bóc đi. Lại chuẩn bị giữ hai người hay giữ hai người. Đéo cắm, đéo cắm. Trời. Em coi lá đầu nữa, em coi lá đầu nữa. À luôn nãy tôi nói trong đầu là tôi phải bóc lá đầu mà không biết tới sao giờ tôi lại bóc lá cái cuối nữa. Chúng ta đang ngồi trên dòng sông Hoài. Ở hai bên, bên phải tôi đây là đường Cung Nữ Ngọc Hoa. Và bên trái tôi đây chính là đường Nguyễn Phúc Chu. Một lát nữa thôi, chúng ta sẽ đi qua chùa cầu. Và trước khi chúng ta đến với chùa cầu thì chúng ta có thể thấy được rằng là gì? Ngay bên tay trái đây tôi đây là những chiếc đèn lồng được tạo những cái hình rất là đẹp. Ở đây có bao nhiêu thuyền ạ? 280 thuyền ạ. Oh, yes. Certainly, yeah. Okay, come here. Thank you. Thank you very much. Okay, you're welcome. So beautiful. Ủa mà đây là bạn ấy là người nước ngoài à? Trời nhìn tưởng người Hàn Quốc. Trời nhìn tưởng người Hàn Quốc. Bé, bé, bé. Qua kìa, qua bước xuống kìa. À. Nhớ được con hồi chiều. Chụp hình với bà. Bà nhớ con không? Hello. Số hình của mình là số bao nhiêu đấy ạ? HA138 nãy coi rồi. Thu nhập quá nhiều thông tin rồi đấy. Làm ban tổ chức bất ngờ. Enjoy ra mọi người mới thấy được những cái cần thấy. Enjoy ra mới thấy được cái cần thấy á. Enjoy đi em, để thấy cái cần thấy. Em đang enjoy đây. Chị Ngân, em không biết em có thấy cái cần thấy hay không, nhưng mà em đã thấy buồn ngủ rồi đấy. Thế cái câu hỏi là, bạn đi thuyền bạn thấy gì? Thấy em thấy buồn ngủ ạ. Em như kiểu em đang ở trong mơ ấy anh. Nó có lênh đênh chứ, bồng bềnh ấy. Đẹp nhưng mà giấc xa mơ xa, xa xa những ánh đèn dưới những cái đèn lồng làm em cảm giác rất là vui mắt. Và em nheo mắt để nhìn. Em đang enjoy cái moment này đây. Em vẫn chưa thấy cái cần thấy.
xa xa kia là những chiếc đèn lồng, vẫn là những ngôi nhà, vẫn là những hàng cây, gió thổi hiu hiu, man mát nhẹ. Xa xa kia, cô lái đò vẫn miệt mài trèo đò, à quên trèo xuồng. Trèo thuyền, trèo thuyền. À trèo thuyền, trên dòng sông Hoài, thơ mộng. Mình cập bến rồi này. Đáp án của mình là gì? Cái gì ạ? À? Đáp án của mình là gì? Đáp án gì? Hả? Câu đáp án của mình là gì? Nó hỏi đâu mà đáp án? Nó hỏi, có hỏi đâu? Hỏi lúc nào ạ? À? Ở trên đoạn đường mọi người đi. Cảm nhận của mình gì đó? Không phải, chị hỏi mà. Nó là sao? Từ 10 đến 0. Nó sẽ mang nhẹ. 10, 9, 8, hỏi tự nhiên. 7, 6, 5, 4, vui ạ, à. Vui ạ. À. Em trả lời đấy. À. Buồn ngủ ạ. Đáp án của mình là 161. Mình có một cái phép nhân được đưa ra trên cái cầu này nè. Trong cả hai lượt các bạn đi luôn. Nhưng các bạn đã không nhìn thấy để mà trả lời. Ở đây có bao nhiêu thuyền ạ? À? 280 thuyền ạ. À? Xin được chúc mừng cả ba đội chơi của chúng ta đã vượt qua thử thách tại cuộc đua du lịch Hội An ngày hôm nay. Có thể nói đây là một ngày rất là vất vả với các bạn từ sáng sớm cho tới tối mịt. Và chúng tôi cũng tin chắc rằng là các bạn đã được trải nghiệm rất là nhiều thứ. Trong chặng đua ngày hôm nay, sau 6 thử thách, YOLO đã giành được số điểm lần lượt là 10, 30, 30, 30, 20, 0. Tổng cộng 120 điểm. Đội Thanh Xuân 30, 30, 10, 20, 10, 10. Các bạn đạt được là 110 điểm. Đội Ngẫu Nhiên lần lượt là 30, 20, 20, 30, 10 và 20. Tổng cộng 130 điểm. Về thứ ba tạm thời vẫn là đội Ngẫu Nhiên. Mặc dù các bạn đã có một cái bứt phá rất là xuất sắc trong ngày hôm nay. Và như vậy thì tổng số điểm của bạn cho đến giờ phút này là 245. Đội thứ nhì là đội Thanh Xuân, 250 điểm. YOLO, 295 điểm. Đội YOLO vẫn tiếp tục dẫn đầu. Theo như Hoàng Yến thấy thì cái điểm cách biệt nó không có cao. Và hoàn toàn các bạn vẫn đang nắm cái cơ hội lật ngược tình thế. Có vẻ như là đội Ngẫu Nhiên đã có những nụ cười bởi vì đã rút ngắn cách biệt giữa mình với đội thứ hai, đó là đội Thanh Xuân, chỉ còn cách biệt chỉ có 5 điểm mà thôi. Thật sự hôm nay là với cái tinh thần là quyết tâm cao nhất thì đội Ngẫu Nhiên đã cố gắng chất chiêu từng cơ hội và làm rất là kỹ theo chiến thuật đề ra, và cũng cộng một chút may mắn. Có thể hôm nay thì coi như là 1% may mắn đã mỉm cười với đội Ngẫu Nhiên tại thời điểm này. Vậy thì không biết là YOLO có đang lo lắng bởi vì cái điểm số của hai đội khác đang bắt gần gần đuổi kịp team YOLO hay không? Sợ chứ ạ? Phải sợ, nếu không sợ thì nói là dối lòng. Nhưng mà thực ra bọn em vẫn kiểu vừa chơi thi, nhưng mà vẫn là kiểu vừa chơi và vừa trải nghiệm. Thì kể cả có những thử thách mà bọn em cũng không vội vàng quá, mà bọn em vẫn còn là muốn đi chơi thêm một chút. Em đang định thắc mắc tại vì thường Thanh Xuân là có một bàn tay vàng trong cái làng may mắn. Nhưng mà hôm nay thì có vẻ may mắn nó không mỉm cười cho lắm. Các bạn rút 3 lần chứ được có mỗi lần 10 điểm thôi. Ai là người rút cái thăm 10 điểm vậy? Em bốc một lần duy nhất 10 điểm là em không bốc nữa rồi ạ. Là em thấy là nó hết hết lên hết tép rồi ạ. Qua ngày hôm nay thì tụi em mới biết là có những lúc chúng ta phải rất rất tin vào trực giác của mình. Khi mà mình phân vân ở giữa một hai con đường thì nó đã dẫn ra một cái hướng rất là khác. Sau mỗi một ngày thì chúng em cũng
gắn kết hơn, hiểu hơn, cùng nhau trải nghiệm nhiều hơn. Và chắc chắn là ngày mai sẽ là ngày mà tụi em cũng máu lửa nhất. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn chơi thân mến, như vậy là số điểm hiện tại cách biệt rất là ngắn. Hứa hẹn chắc chắn thử thách cuối cùng, hay còn gọi là final battle, trận chiến cuối cùng, sẽ cực kỳ cam go và gay cấn. Chiếc xe Toyota Race sẽ thuộc về đội nào? Tất cả thuộc vào năng lực các bạn. Đội nào mạnh, đội nào nhanh, đội nào tinh tường, đội nào khéo léo sẽ là đội chiến thắng, và chỉ có một đội duy nhất để chiến thắng trong trận chiến cuối cùng ngày mai. Chào mừng ba đội chơi của chúng ta quay trở lại với chặng đua cuối cùng và cũng là chặng đua quyết định đội nào sẽ là đội chiến thắng chung cuộc của chuyến đi nhớ đời năm 2022. Chuyến đi nhớ đời, đi là nhớ đời. Tất cả tụi mình đang có mặt tại công viên ấn tượng Hội An. Và ở đây cũng chính là địa điểm sẽ diễn ra trận chiến cuối cùng. Một trận chiến mà sẽ quyết định, sẽ lộ diện được team nào sẽ là team sở hữu chiếc Toyota Race 2022. Wow. 295, 250 và 245 rõ ràng là một khoảng cách nó rất là gần. Chính vì vậy trong cái trận chiến cuối cùng này thật sự rất là khó đoán được ai là sẽ là người chiến thắng. Tất cả sẽ được hé lộ trong vòng đua quyết định tại công viên ấn tượng Hội An. Thử thách này có một cái tên, nó rất là mềm mại nhưng không hề dễ dàng. Đó là truy tìm cô gái vàng. Cũng như tên gọi của nó, trong vòng này ba đội chơi phải tìm cô gái vàng trong 100 cô gái có mặt trong công viên ấn tượng Hội An. Và đội nào tìm ra trước thì đội đó sẽ giành được chiến thắng. Hai đội còn lại sẽ không có điểm. Và số điểm của đội chiến thắng sẽ là 100 điểm. Có nghĩa là chúng ta chỉ có một đội duy nhất chiến thắng ở tại vòng này với tổng số là 100 điểm. Cũng đồng nghĩa rằng là đội nào chiến thắng vòng này là sẽ chiến thắng chung cuộc. Và thử thách chung cuộc truy tìm cô gái vàng bắt đầu. Ba người chơi đi cùng nhau. Cho em còn hỏi lịch trình ở đâu rồi? Lịch trình show hả? Lịch trình show hả? Bạn ơi cho mình hỏi làm Việt Nam ở đâu ạ? Làm xa không ạ? Đi đường nào ạ? Thế giả sử em giả vờ em nghi cô này là cô gái vàng thì em bảo là có bạn có phải là cô không? Thế bây giờ em cứ chỉ từng người một, em bảo chị có phải cô này không thì chị phải trả lời em chứ đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Thì em sẽ check tất cả mọi người. Thật ra tôi rất là nghĩ, không biết là cái người này, cái cô gái đó, không biết là cái đặc điểm mà để là cô gái này là gì. Thì có khi nào là cái cô gái mà cô gái được chứa cái sticker chương trình này, chương trình như thế nào? Ví dụ trong tay, trong cổ, sau lưng hay là cái gì đó. Ê. Em ơi. Chị hỏi, ủa, tụi em là bên nào vậy? Thực tụi em có cái vòng tay bằng vàng. Bây giờ đây chỉ có 100 người thôi. Mình được phép check bất cứ ai. Bây giờ mình check tất, đi từ khu một. Mình kéo ban nữ ra, mình check được người. Đi luôn. Làm Việt Nam ở đâu ạ? Chứ chỗ nào nhiều thì mình hỏi. Trong này có ai là cô gái vàng không? Tất cả mọi người ra đây mình nhờ tí tất cả các bạn nữ. Em ơi, Linh. Có ai là cô gái vàng không ạ? Hai đội kia đâu?
giờ đang chờ đợi quý chị ở phía bên trong chính là vở diễn Mang Tang Trại Hò Đạo Hổ. Em mời quý anh chị cùng xếp hàng di chuyển vào bên trong và cùng thưởng thức. Chúc anh chị sẽ có một ngày trải nghiệm thật tuyệt vời tại đảo Cát Hội An. Xin cảm ơn. Vô không anh? Có thể nhờ. Không biết. Thì các bạn có thể chọn lựa vào xem hay không hoặc là không vào xem. Nếu như không vào xem thì sao ạ? Không biết. Thì thôi đi chỗ khác tùy mọi người. Em ơi. Chứ chị hỏi, ủa tụi em là bên nào vậy? Thì tụi em có cái vòng tay bằng vàng này là như thế nào? Dạ. Em có chứa gợi ý gì không? Có không? Không có hả? Có thì nhớ nói chị nha. Có không? Tôi thấy có mấy này có mấy bé mà nó có cái cột tay bằng vàng, không biết nó là cái gì. Em ơi, Linh hỏi cái em là cô gái vàng phải không? Em biết không? Em biết ai cô gái vàng không? Hả? Không biết nói. Mình có đi tìm nhưng không có gợi ý đâu. Đi sang bên này đi, sang bên này đi. Ok, lát nữa Linh quay lại nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Nhưng mà cái show này thời gian nó hơi dài nhờ. Cái này là trại hò đánh hổ, cái này chỉ nam thôi đúng không? Chàng đẹp trai sống muối luyện võ đánh hổ nữa hay lắm. Cái này chỉ có nam, cái này chỉ có nam thôi đúng không? Có một chàng đẹp trai không, nhưng mà chỉ có nam thôi đúng không? Chỉ có nam thì lại không có nữ. Không có đơn giản đâu em. Đừng nghĩ là có nữ đâu. Thôi anh quyết định đi có đi không hay là xem. Và bây giờ đang chờ đợi các chị ở phía bên trong chính là vở diễn Mang Tang Trại Hò Đạo Hổ. Thôi anh quyết định nếu có đi không hay là xem. Thôi anh quyết định nếu có đi không hay là xem. Mà trong này cho trai không à? Thôi đi. Chị có giữ sticker gì của chương trình không? Trời ơi, em kiếm cái sticker nào? Kiếm sticker của cô gái vàng có không? Cô gái vàng đi chết vàng đó. Chưa chị. Cô gái vàng nè. Cô gái vàng. What? Cô gái vàng. Chị có phải là cô gái vàng không? No, nó đi một vòng hồi chị là cô gái vàng là giận lắm nha. Cô gái vàng, Ở đây mọi người ai có cái gợi ý gì không hay là biết một cái thông tin gì không? Cô gái vàng. Em á? Đây là cái nhà các bạn nhau không? Ai ạ? Ai cô? Dạ. Đi qua bên đó đi. Đi qua coi. Mấy cái bạn nhân viên ở đây nói với tôi là ở đây chị vàng đang ở phía bên này. Cô gái vàng Kim Cúc đó là có đó, đi qua đó hỏi không? Đi. Đi không? Mọi người nhìn về phía lỗ tai phải tôi nè. Hai người đứng nhìn tôi nè. Bên phải tôi nhìn qua lỗ tai tôi, nhìn qua lỗ tai tôi. Thấy không? Không thấy. Chạy qua đi, ông chạy qua đi. Không thấy luôn. Chạy qua đi. Em có chứa gọi là gợi ý nào của chương trình Chuyến Đi Nhớ Đời không em? Có thì nhớ nói với chị nha. Dạ. Đâu có không? Dạ không chị. Hiện tại là chưa. Chưa hả? Hiện tại là chưa. Tức là tụi em sẽ chứa đúng không? What? Đấy, đang cầm ly chè thử uống đi. Không biết có đúng không nữa, từ từ đã để coi đã. Đại biên tập đi ra để hỏi. Ngoài trường trung tâm đây à? Mặc áo tím. Nhưng mà bây giờ cứ hỏi đi, coi mặc áo tím có phải không? Áo tím, bà chúa tầm xăng mặc áo tím. Hỏi coi, bây giờ cứ hỏi đi. Hỏi em check cho em hỏi biên tập cho đúng không? Được không? Em đi ai? Áo tím đây à? Áo tím nào? Đây phải không? Mấy bạn này mặc áo tím đây.
Cho em hỏi anh có biết gì về cô gái vàng không ạ? Bạn làm cô gái da vàng. Tại vì là vừa mới trong vở diễn này bà chúa tầm tăng ấy, bạn có diễn bà chúa tầm tăng không ạ? Dạ không, tập tè tí nữa mới diễn này. Nhưng mà tập tè không có mặc áo vàng. Cô gái vàng ở đây là một cô gái mặc áo dài trắng. Trang ơi, Trang giờ coi không đi theo tụi Zalo đi. Bây giờ mình đi đăng thang cũng không biết được gì đâu. Tại vì là 15 giờ. Bình tĩnh lại, không có rối được, suy nghĩ gì đâu. Không có rối, em biết, nhưng mà cái vấn đề là mình phải xem. Hả? Hồi nãy là chị kêu xem mà không xem, mà nãy chị kêu không xem. Tức là chị đang rối bời luôn á. Không có rối, nhưng cái vấn đề là vậy muốn gì? Bây giờ đi lại. Bây giờ em muốn hỏi chị là chị có muốn xem show hay không? Hay là xem hay không thôi. Không biết là mình có đang có thời gian ở đó hay không. Bây giờ chúng ta chỉ có bây giờ sắp tới nè. Thôi bỏ đi. Quảng trường trung tâm. Quảng trường trung tâm luôn hai cái. Cái việc phục này nó chỉ có tầm 5 phút thôi. Xong rồi sẽ tới bà chúa tầm tan. Vậy thì mình qua việc phục xong rồi mình chạy qua bên bà chúa tầm tan nha. Ê, đứng lại. Em có phải là con gái vàng không? Nguyên. Ai cũng trả lời hết á. Em ơi, có lắc đầu không mà không ai trả lời hết trơn á. Toàn trốn hết, Linh hỏi hết luôn rồi đó, ai cũng trốn á. Ai có dấu hiệu nào để nhận biết thì mình vên giơ tay cái nào. Dạ đây, đang đợi coi show nè. Mặc áo dài trắng bình thường. Ý là phải có cái đặc điểm gì đó khác lạ mà được gọi là cô gái vàng. Đúng rồi. Bây giờ là có việc phục đúng không em? Nói đây tầm khoảng 4 phút mấy. Nhưng mà phải focus, miễn hiểu được cái này gì chứ dùm xong là mất thời gian lắm. Còn 5 phút em chạy qua em coi trước cái show quảng trường trung tâm nằm đây nha. Không được tách ra. Vậy là đi comedy show đi, sẽ có gợi ý. Sẽ có gợi ý. Chúc mừng các bạn hoàn thành nhiệm vụ để nhận gợi ý đầu tiên. Chỉ có một gợi ý duy nhất ở đây thôi. Đào hả? Được mà. Tụi chị biết, tụi chị hỏi. Tụi chị hỏi nếu quyền trả lời á là em. Ô, ai nhớ cảm ơn em nha. Trả lời không? Bây giờ chút chị cho chị mượn nha. Cô gái vàng đang có đúng không ạ? Chào mừng quý vị và các bạn và chào mừng ba đội chơi của chúng ta quay trở lại với chặng đua cuối cùng và cũng là chặng đua quyết định đội nào sẽ là đội sở hữu chiếc Toyota Race 2022. Cuộc đua truy tìm cô gái vàng. Trong 100 cô gái có mặt trong công viên ấn tượng Hội An. Đây. Theo anh nè. Em đã biết người bí ẩn lại rồi đó, chắc chắn rồi. Em ơi, em hỏi là cô gái vàng của chương trình dưới đi hết rồi không? Dạ không. Rồi nào tới trước? Dạ đúng rồi, ba người là tụi em đầu tiên à. Bên em tới qua trước.
Lâu nay tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống giữa laptop TV, gửi đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất lên ba nỗi buồn xách ba lô lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất đi bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kìa trông ra đằng xa xa, và một anh đang dắt trâu ra đồng. Kìa trông theo thuyền lênh đênh tôm cá tươi, ba ngư dân cười vui. Kìa có em mình chung du trên núi cao, ôi mãi hồng đào. Kìa sâu sâu rừng hoang